Đến bữa thì phải thế nào nhỉ? Thưa bà, đũa của bà đây ạ. Con chúc bà ngự lãm ngon miệng ạ. Đũa của bố đây ạ. Công sinh thành tựa như núi Thái Sơn. Khi bưng bát cơm lên là con phải nhớ ạ. Ok. Nhớ mẹ sinh thành, con luôn ghi nhớ tặc dạ. Kính mẹ ạ. Tôi xin gươm hành thằng bé mãi để cho nó ăn. Bà cứ để nhà con rèn giũa cháu. Thế mẹ dặn con thế nào nhỉ? Dạ, ở trong nồi, ngồi phải trong hướng ạ. Thế miếng mềm thì phải gắp cho ai trước? Dạ, miếng mềm thì phải gắp cho bà ạ. Vì sao? Dạ, con xin được khép nép thưa rằng bà đã sinh ra bố con, đã bao ngày cội xương tắm nắng, nay tuổi cao sức yếu, răng rụng tóc thưa. Nhưng răng bà đã rụng đâu ạ? Nói tiếp xem nào. Thôi, con ơi, phiền phiến đi. Bây giờ có như ngày xưa đâu. Này, thức ăn nguội hết cả rồi, cho nó ăn đi. Bà cứ để chúng con rèn cháu, kẻo nay mai lớn lên gặp đâu nói đấy người ta cười cho. Tổ sư nhà mình là khuôn vàng thước ngọc. Ngày xưa các cụ đã nói rồi, giấy rách là phải giữ lấy lề. Vì thế cho nên là bà phải để cho chúng con. Này, cái ngày xưa tôi lấy bố anh, nhà chỉ có một gian hai trái. Vâng. Lấy đâu ra mà khuôn vàng mới trả thức ngọc. Đấy, chính vì như thế cho nên bây giờ gia đình ta mới cần phải tạo ra một gia đình gia giáo. Và để cho hàng xóm láng giềng ý, người ta phải kính trọng gia đình mình. Gia đình mình phải gia giáo như một gia đình danh gia vọng tộc bà. Cơ, anh chị cầu kỳ quá, chỉ hành hạ cháu tôi. Con thưa lại với bà đi. Dạ thưa bà, cháu không thể nói khác được đâu ạ. Nó quên mồm cháu mất rồi. Không được nói như thế. Phải nói thế này này. Dạ kính thưa bà, cháu được học thói lễ phép từ nhỏ ạ, nên bây giờ cháu không thể dùng thói vô phép được bà. Nói lại đi. Dạ thưa bà, cháu được học lễ phép từ bé, nên bây giờ không thể quên thói lễ phép được đâu ạ. Thói vô phép. Nói lại. Dạ, không để được quên thói vô phép ạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Vâng ạ. Bố ơi. Dạ, thưa bố kính yêu, có phải lễ phép là có lễ thì có phép, còn vô phép là vào phép, nghĩa là quá phép đúng không ạ bố? Chưa cần phải hiểu nhá. Bây giờ bố dạy gì con cứ nghe đúng như thế đã. Sau này lớn lên rồi con khắc hiểu. Nhớ chưa? Đấy bà xem, uốn nắn thế còn chả ăn ai. Nó có hiểu gì đâu. Bà mà chiều nó, không bắt nó học ăn học nói thì có chết không cơ chứ. Tôi xin chị. Này, anh chị xem, chân tay nó run hết cả lên rồi kia kìa. Còn sức đâu mà hát mới chả hò nữa. Thôi đi ăn. Bà phải để cho nó trình bày, nó diễn đạt xong đi đã. Xem nó còn thiếu sót, nó còn chỗ nào chưa được thì vợ chồng con còn uốn nắn, còn chỉnh sửa nhá. Chứ bà lại cứ bênh nó thế này thì đúng là cháu hư tại bà. Làm sao mà khuôn vàng thước ngọc được. Thưa bà kính yêu nhất đời của cháu, gia đình mình phải gia giáo, gia gươm, để cho hàng xóm láng giềng người ta phải kính sợ ạ.